Zipman, mình chào các quý anh em. Cách đây tầm hơn một tháng trước thì mình có nhập về cái lô bật lửa Zippo này. Thì đợt đấy cái sản phẩm này nó bị hết hàng anh em nhé. Và hôm nay thì mình nhập thêm được và mình sẽ giới thiệu lại cho anh em. Thì trước tiên mình nói qua là hộp sản phẩm nó như thế này anh em nhé. Và cây Zippo này thì có chủ đề cũng rất là đẹp. Và cái công đoạn mà để làm ra nó thì cũng rất là cầu kỳ và phức tạp anh em nhé. Thì mình sẽ quay cho anh em, sơ bộ cho anh em đấy, và để thông báo cho anh em nhé. Tiện thế đây là những ngày trước có nhiều anh khách hỏi về cái sản phẩm này, tuy nhiên khách hàng thì anh em có thể xem và tham khảo lại anh em nhé. Và tiện cho anh em theo dõi thì mã số sản phẩm thì mình đã đánh dấu đây gửi anh em nhé, ZC84 anh em nhé, ZC84, một chiếc Zippo cao cấp. Và sản phẩm này thì anh em nhìn đấy có màu vàng, thì đồng nghĩa với việc đây là chất liệu của nó là bằng đồng anh em nhé, chất liệu bằng đồng. Rồi cái này thì khắc, nó là khắc bốn mặt, mặt trước, mặt sau, các cái cạnh bên đấy. Ở bên trên thì để trơn anh em nhé. Đây là một cây Zippo Armor, thuộc cái dòng Armor nên là vỏ nó sẽ dày hơn, và những cái dòng dày như thế này thì nó khắc mới đẹp anh em nhé. Đấy, nếu như mà cái dòng vỏ tiêu chuẩn đó, mà nó khắc sâu lên, sâu quá thì nó sẽ gây ra hiện tượng móng anh em nhé. Đấy, còn cái hàng Armor thì khắc như thế này sẽ là chất lượng nhất. Thì trên cái sản phẩm này nó không chỉ là khắc đơn thuần là khắc chìm anh em nhé, ví dụ như cái hình này này. Đấy, hoặc là cái chữ đằng sau ở đây thì nó khắc chìm thì nó sẽ đơn giản hơn. Đấy, tuy nhiên ở mặt chính cái chủ đề của sản phẩm này thì nó vừa có khắc chìm, vừa có khắc nổi, và nó lại có gắn thêm emblem đấy anh em nhé. Cái emblem này là siêu mỏng luôn. Đấy, thì mình sẽ quay luôn và mình giới thiệu rất là kỹ càng anh em nhé. Ví dụ như những cái khắc chìm này, đấy, cái sọc sọc đây là khắc chìm anh em nhé. Đấy, giống như cái tường gạch cái đằng sau này, đây nó là những cái nét khắc chìm. Đấy, còn ví dụ như trên đây này, đấy, những cái mà đang tỏa ra như thế là hào quang đây anh em nhé, năng lượng đây anh em nhé, thì nó là khắc nối. Đấy, rất là huyền bí anh em nhé. Còn về sản phẩm ở trên đây và bên dưới đây nó có màu trắng, thì cái này là một cái emblem của nó anh em nhé. Emblem này là siêu mỏng luôn, nó mỏng lắm, nó mỏng thì tầm cỡ khoảng 1/3 ly thôi. Đấy, nó mỏng như thế. Thì trước khi gắn cái emblem này vào thì cái sản phẩm này nó phải được tạo hình, nó chìm xuống anh em nhé. Tức là ví dụ cái sản phẩm emblem này nè, anh em nhìn thấy nó đang nổi lên một chút nhé. Nổi lên tầm khoảng 1/4, 1/5 ly. Đấy. Tuy nhiên ở bên dưới của nó này, nó cũng có khắc chìm xuống anh em nhé. Chìm xuống để nó gắn cái emblem xuống. Đấy, cái này cũng vậy, nó khắc chìm xong xuống xong rồi nó gắn emblem vào. Đấy. Rất là đẹp, chủ đề này cũng đẹp anh em nhé, huyền bí ấy. Ở trên đây thì góc đây thì có cái quả địa cầu. Đấy. Còn đây thì khả năng cao là những cái chòm sao anh em nhé. Đấy, như vậy. Thực ra cái chủ đề này thì anh em phải nghiên cứu kỹ rồi anh em mới chơi mới biết được anh em nhé. Chứ còn ví dụ nghiên cứu sơ sơ qua thì nói thì nó rông nó dài thôi, không biết gì nên là mình cũng không nói nhiều về cái chủ đề anh em nhé. Tuy nhiên là nhìn về một cách sơ bộ thì nó rất là đẹp, và anh em có thể mua để sưu tầm sử dụng hoặc là làm quà tặng anh em nhé. Nếu như anh em sưu tầm thì chắc chắn sẽ không bao giờ hỏng được. Còn nếu như mà anh em sử dụng, nếu như hỏng thì cứ alo cho shop nhé, shop sẽ có chính sách bảo hành cho anh em. Đấy. Cái này thì phần thân và phần nắp thì rất là kín, để sử dụng nó thì cầm xăng tầm khoảng 1 tuần lễ là hoàn toàn ok. Ở mặt sau thì nó có khắc cái này. Đấy, trên đây có một cái con này. Đấy, con này đang bảo vệ trong cái khu này. Đấy. Nó hai bên anh em nhé, hai bên nó đang, hai con này đứng hai bên anh em nhé, như thế. Đấy. Bên trên này thì có cái bản lề 5 chấu. Và cái sản phẩm này này, nó có cái màu khá là đẹp, nó làm cho lì lì anh em nhé, nó làm cho kiểu lì lì như thế này. Đấy, mình lau thì khi mà anh em dùng xong một thời gian thì nó ngã vàng rồi lại càng đẹp hơn anh em nhé. Và anh em dùng cái khăn mềm thôi và kết hợp với xăng anh em lau nhẹ thôi. Đấy, chứ anh em cứ đừng đánh cana anh em nhé, nếu anh em đánh cana thì nó lại bóng mất. Đấy, sản phẩm này thì theo mình là không nên đánh cana. Đấy, cái này thì nét khắc chìm là rất là bền rồi, không sợ bị mòn anh em nhé. Và mộc đáy nó thì nó là cây có mộc đáy lồi. Đấy, rất là đẹp, nét chữ rất là thanh mảnh anh em nhé. Đấy, hiện tại thì mẫu này mình đã chụp ảnh rất là rõ ràng trên website rồi anh em nhé. Em muốn xem cây này thì link website gõ đúng cái chữ ZC84, hoặc là anh em ấn vào đường link bên dưới sản phẩm anh em nhé, bên dưới video này này thì cũng sẽ có ảnh cho anh em xem. Đấy, sản phẩm thì bên trên đây có khắc chữ anh em nhé, khắc chìm, còn bên dưới là số limited của nó.
922 trên 1000. Và mình lưu ý là cái số limited là nó ngẫu nhiên anh em nhé, hàng về số nào thì mình sẽ gửi cho anh em số đấy thôi đấy, nên là anh em lưu ý cho mình. Và bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem bên trong nhé. Trước tiên thì mình test âm trước. Đây, âm thanh đấy anh em nhé, âm thanh của cái dòng này thì nó kêu mình cảm giác là không to bằng âm thanh của dòng vỏ mỏng đấy. Tuy nhiên là cái dòng này thì vỏ nó lại dày hơn, nó bền hơn, thì mỗi cây có một ưu nhược điểm khác nhau anh em nhé. Chứ mình mua Zippo mình không thể đòi hỏi là vừa vừa âm hay vừa dày dặn mà giá lại vừa rẻ nữa, thì nó lại không có anh em nhé. Ok, thì nên như thế này. Nếu mà anh em đòi hỏi nhiều quá thì anh em mua Zozo anh em nhé, vừa âm hay vừa vừa giá rẻ mà vừa dày, anh chỉ có âm Zozo thôi, còn Zippo thì nó lại khác anh em nhé. Cái này thì vỏ với ruột sản xuất cùng năm 22, chứ cái thì thường lệch nhau mấy tháng rồi. Ruột thì như những cây khác anh em nhé, ruột bằng thép chuyên dụng không dỉ, xong rồi mạ xi trắng, à xi vàng. Ban đầu cái ruột này có màu trắng anh em nhé, xong rồi mạ xi màu vàng này. Cổ đá cao bằng đồng, bánh xe cassette. Cái ruột thì nó cũng như những cây khác thôi anh em nhé, không có gì khác biệt. Cái ruột này thì nó cũng giống như những cái ruột của những cái cây tầm khoảng 7-800 thôi đấy, nó cũng không có khác gì. Đấy, ví dụ anh em mua cái vài ba triệu Zippo, vài ba triệu thì cái ruột nó cũng như những cái Zippo mà 5-700, 6-700 thôi anh em nhé, không có khác gì biệt gì ở cái ruột hết đấy, trừ trường hợp cái ruột nào mạ vàng ra. Thì nếu anh em dùng mà nó gãy cái lưỡi gà này thì trong đây nhé, thì shop mình sẽ bảo hành miễn phí trọn đời, nên là anh em yên tâm. Ok, thì sản phẩm này thì hiện tại shop đang ship COD anh em nhé, hàng đến nơi thì anh em sẽ được kiểm tra hàng đúng hàng rồi em nhận và thanh toán tiền sau thôi. Cây này thì trên thị trường vừa mới về anh em nhé, để mình shop mình nhanh tay shop mình nhập luôn hàng xuất nhập để anh em lấy, thì alo cho shop. Giá shop phân phối chỉ là 1.450.000 anh em nhé, 1.450.000 chứ không phải là gần 2 triệu, 1.7 triệu, 9 gì đâu anh em nhé, chỉ 1.450.000 thôi. Vâng, em lấy thì alo cho shop nhé. Kính chào tạm biệt.